Cái này khoảng 1 cân khoảng 10 khoảng 10 quả cân ấy nhỉ? Không, đấy là đợt đầu vụ thôi, còn cái này không được. À. Đợt đầu vụ thì được 10 quả 1 cân đấy, còn cái này thì không được. Như thế này em thấy cũng to rồi đấy. Bây giờ chị không, vậy là bình thường. Đầu vụ to hơn chị để hết cả to rồi. Ừ. Chị để thôi, chứ chị không quan trọng là to hay nhỏ. Nó ăn cứ ngon là bé. Vâng. Cái hái chọn ngon là bé. Đây chỉ cái là hơi mất công đi đấy đấy. Tại vì nhá, nếu mà ở nhà bố mẹ em hoặc là mình thường mọi người mà hái táo thì bé, mọi người không chọn đâu. Mọi người cứ to mọi người bé, mọi người nhất quả nào là chín thôi. Cứ to là bé thôi. Chơi thôi. Với lại ở nhà không cắt cũng không bao giờ cắt tỉa tiếp. Dạ. Tiết, em thì sắp tới thì em làm luôn. Ở đây là em bán cho họ thôi đúng không? Không, em bán cho em. Em làm chứ. Em không có cái giống chứ. À. Cái thì em cũng công tác bán. Đi hái táo. Mục đích chính là bán quả. Đấy em ở cho chị bật em quay cho. Em chị quay. Facebook của chị cơ. Vâng thì em cầm điện thoại chị cho. Chị cứ nói thoải mái. Chị tự sửa. Vườn táo nha.